các bạn nha các bạn. Đợt dịch Covid này rất là nguy hiểm, rất là kéo dài nha các bạn. Thị trường bây giờ rau quả, rau củ quả bây giờ rất là đắt đỏ nha các bạn. Thì có chỗ ta hỗ trợ đồ nha các bạn, còn có chỗ thì không có đến được tại người dân. Rồi hôm nay mà các bạn mình đi làm các bạn ơi, mà không có vô, không có đi được nha các bạn, không đi làm được. Giờ mình về mình ghé vô đường các bạn, mình đi vô mấy cái chỗ này nè các bạn, hái rau các bạn, hái rau về ăn trong dịch Covid nha các bạn. Đột nhãn lồng nha các bạn, không biết đột nhãn lồng không, đây nè các bạn, đầy quá trời luôn mà đều nó chết hết các bạn. Nó ba cái dây bìm bìm nè các bạn, dây bìm này lên nó phủ nè. Đây nè các bạn, đột nhãn lồng nè các bạn, đột nhãn lồng này ăn rất mát nha các bạn, ăn rất mát, rất mát cho cơ thể nha các bạn. Mùa dịch này thì mình ăn cái này vô cho nó mát, cho nó đỡ, thì cũng cho nó mát thì nó cũng đỡ, cho nó cũng tốt cho sức khỏe lắm nha các bạn. Giờ lại còn mình không có mua nữa nha các bạn, đỡ tốn tiền. Dạo này rau các bạn, rau đồ đắt đỏ lắm nha các bạn, mà bây giờ chợ đều không có bán nữa các bạn ơi. Đây các bạn, mình đang bứt cái này các bạn, các bạn thấy không, lá nó có ba chia nha các bạn. Thì lát mình chỉ cho các bạn cái trái đó nha. Ba cái dây này là không phải nha các bạn, ba cái dây này lên bứt chụp các bạn, lên bứt chụp hết quá trời. Mỗi lần mình hai bứt này nè các bạn, hai bứt đây nè, tiền điện lên phủ qua cái cọc ngăn lồng các bạn. Đấy, mình cũng vứt một chút mới mà. Em đi kiếm được cọc ngăn lồng nó càng ngang quá. Nặng. Ôi mà nó cái gì chuối con không nổi u lên hộp các bạn. Chuối là cần nhớ mẹ, chuối này gì nó chua nó khác nha các bạn. Cái dây này nó bứt tiền cực, mình nghe kỹ các bạn về các công việc đọc nhãn lồng nha các bạn.
chia nha bạn, ba chia rõ ràng nha bạn. Còn cái lá này không phải nha bạn, lá này nó dạng cái tiên nha bạn, không phải nha bạn. Còn đây mới là đột nhân lòng nha bạn, lá nhân lòng này các bạn, nó là bu dây các bạn, bu dây nha các bạn. Trái bề ngoài nó thì màu chưa chín thì màu xanh nha bạn, có một lớp bao bọc cái vỏ như vậy các bạn, bạn thấy không? Đấy. Nó màu xanh nha bạn. Còn đây là trái chín nè các bạn, trái chín nó sẽ có màu vàng nha các bạn thấy không? Có màu vàng nè. Để mình bẻ nó ra cho các bạn xem cái ruột nó nha các bạn. Cái ruột ở trong nó y như cái dạng hộp é các bạn. Đây các bạn, thấy không? Để mình ăn thử các bạn. Các bạn để mình ăn thử nha. Vị nó chua ngọt nha các bạn. Chua ngọt rất ngon nha các bạn. Đây trái nó quá trời luôn các bạn. Quá trời trái luôn, thấy không? Quá trời trái luôn. Bye bye các bạn nha. Các bạn nếu mà thấy video mình hay, nhớ
đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại lần lợi clip sau nha các bạn.